Xin chào các bạn, mình là Nghĩa, phụ trách bán hàng tại công ty cổ phần Tota Thăng Long tại địa chỉ 316 Cầu Giấy, Hà Nội. Và ngày hôm nay thì tôi xin phép chia sẻ đến quý vị và bạn cái mẫu xe nằm trong top 3 xe bán chạy nhất Việt Nam, đó chính là Tota Vios. Thật ra cái vị trí thứ 3 này thì cũng không mấy tự hào đối với Vios tại thời điểm hiện tại đâu. Trước đây thì luôn luôn số 1 cơ. Tuy nhiên thì các bạn biết rồi, kinh tế thị trường rồi là nhu cầu của khách hàng cũng ngày một thay đổi. Chính vì vậy mà cái Vios này nó đang có cái nhiều cái điểm có thể nói là chưa thật sự được khách hàng hài lòng. Bù lại thì vào tháng 5 và tháng 6 này, Tota Việt Nam có rất nhiều cái chương trình khuyến mại dành cho cái dòng xe Vios. Và như các bạn thấy là chiếc Vios trước mặt chúng ta đây là chiếc Vios E số tự động, hay còn gọi là Vios K các bạn nhé. Màu đen, có giá bán niêm yết là 569 triệu. Và hiện tại chiếc xe này đang được Tota Việt Nam tặng rất nhiều quà tặng, ví dụ như là bộ DVD camera lùi của Pioneer chính hãng này, rất là cao cấp, chất lượng âm thanh đảm bảo tuyệt vời luôn. Ngoài ra thì chiếc xe này còn được tặng thêm rất nhiều phụ kiện khi mà các bạn lấy xe tại đại lý, lấy xe tại Thăng Long, ví dụ như là dán phim cách nhiệt này, trải sàn. Đấy, các bạn kỹ thuật viên đang làm cái trải sàn da của chúng ta, và cùng với đó là bọc cái bộ ghế. Có một chút lưu ý, tức là cái phiên bản này sẽ được Tota Việt Nam tặng cho các bạn một bộ ghế da tiêu chuẩn, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia các bạn nhé. Và đây, tôi sẽ cho các bạn xem qua một chút về cái bộ ghế da tiêu chuẩn này. Theo xe nguyên bản thì vẫn là ghế nỉ. Tuy nhiên thì trong tháng 5, tháng 6 chúng ta sẽ được bọc một bộ ghế da có cái màu sắc nó gần giống như phiên bản G, nhưng mà nó đậm hơn một chút. Nhìn dây dợ lằng nhằng cũng hơi ngại các bạn nhỉ. Tuy nhiên là các bạn đang đi, kỹ thuật viên đang đi camera lùi mà, với lại tháo ra để chúng ta bọc ghế cũng như trải sàn. Đây các bạn này, đây là ghế nỉ này, nguyên bản theo xe đó. Còn bên này là bộ ghế da. Cứ mỗi một xe sẽ đóng thùng một bộ ghế da này về, và các bạn kỹ thuật viên của Tota sẽ bọc nó lại. Đây tôi cho các bạn xem, khá là mềm, da rất là mềm các bạn ạ. Và đây là lên hình thì nó như này đây. Cái ghế da tặng này nó lại không có cái thông gió các bạn nhé. Còn cái phiên bản G thì nó có sẵn ghế da thông gió. Rồi ok, cái mẫu xe này thì hiện tại đang được chào bán 569 triệu. Tuy nhiên thì các bạn chỉ cần trả khoảng 530 thì chúng ta đã có thể nhận xe rồi. Và kèm thêm một đống đồ khuyến mại nữa. Chi tiết thì vui lòng các bạn liên hệ với tôi nhé. Tôi là Nghĩa, phụ trách bán hàng. Số hotline tôi là 0967 588585. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào ạ.